một khi anh bị sa thải chưa chắc vì anh dở, có thể là vì cái ngành nghề đó trong mùa Covid nó không hoạt động được. Cái điều anh nói là để cho bạn anh cải thiện những cái kỹ năng này kia thì chưa chắc. Thứ nhất về vấn đề về việc đưa lời khuyên cho bạn, nó nếu như mình đang nhìn thấy ở một góc độ bạn làm việc chưa tốt, mình đưa ra lời khuyên nó không bao giờ là thừa. Trong bối cảnh Covid-19, bạn nghe được sếp sẽ cho nghỉ việc một số người sau 2 tuần nữa, trong đó có một người là bạn thân của bạn. Bạn có quyết định nói chuyện này với người đó không và tại sao? Câu hỏi trả lời của em là không. Vì theo nguyên tắc ở một người luật sư, bảo mật thông tin của khách hàng là một trong những điều tuyệt đối. Cái thứ hai, để đảm bảo thông tin và những quyền lợi của công ty, nếu dưới một góc độ là một người nhân viên của công ty, đấy là điều trên hết. Đối với người bạn của mình thì em sẽ đưa ra cho bạn những cái lời khuyên và lời góp ý về việc sự cố gắng, nỗ lực trong cái quá trình làm việc, cũng như là những cái sự cống hiến của bạn, để từ đó có thể thay đổi được phần nào đấy cái sự cố gắng và cái nhận định của các sếp về khả năng làm việc của mình, từ đó thay đổi quyết định về có việc cắt giảm hay không. Chứ còn em sẽ không tiết lộ cái thông tin gì liên quan đến cái vấn đề này. Theo như câu hỏi thì mình chỉ được thông tin là mình nghe từ các sếp, còn câu hỏi chưa đề cập đến cái chuyện là công ty đã xác nhận nó bằng văn bản hay chưa. Vì vậy em phân nó thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu như công ty đã phân nó thành văn bản rồi thì lúc đó nếu như bạn em là một người nắm bắt thông tin chậm thì em sẽ thông báo cho bạn em là có một cái quyết định như vậy rồi, mày sắp bị sa thải đó nha, và hãy chuẩn bị cho mình một con đường tốt nhất. Thì với tư cách là một người đã trải qua rất là nhiều ngành nghề và nhiều cuộc thi thì em có thể sẽ đưa ra một lời khuyên nào đó hữu dụng cho bạn. Còn nếu như mà nghe nhưng chưa có bất cứ một cái xác nhận gì thì em sẽ không bao giờ đưa những thông tin đó ra ngoài. Vì thứ nhất, thông tin đó chưa có sự xác nhận, cái đó không phải là sự thật thì nó ảnh hưởng đến uy tín của mình. Em sẽ không bao giờ làm vậy. 90 giây dành cho mỗi bạn để phản biện lại câu hỏi của người kia. Cái điều anh nói là để cho bạn anh cải thiện những cái kỹ năng này kia thì chưa chắc. Một khi anh bị sa thải chưa chắc vì anh dở, có thể là vì cái ngành nghề đó trong mùa Covid nó không hoạt động được, công ty không thể nào chịu nổi nữa, không thể nào nuôi anh nổi trong thời gian đó nữa thì bắt buộc phải sa thải anh. Nhiều khi anh là một người giỏi, người ta sa thải, người ta rớt nước mắt nhưng người ta cũng phải sa thải anh. Đó là những trường hợp em cảm thấy nó chưa hợp lý ở câu trả lời của anh, và không biết anh có phần phản biện như thế nào ạ? Thứ nhất, về vấn đề về việc đưa lời khuyên cho bạn, nó nếu như mình đang nhìn thấy ở một góc độ bạn làm việc chưa tốt, mình đưa ra lời khuyên nó không bao giờ là thừa. Cái thứ hai nữa, bạn này cập đến vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật. Thì như mình nói, các công ty lớn đều đang có các cái văn bản bảo mật cam kết thông tin. Mình cũng muốn đưa ra một cái phần phản biện lại cho bạn về cái vấn đề về bạn đang chia làm hai loại trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có xác nhận bằng văn bản. Cái trường hợp thứ hai là nghe nhưng mà chưa có thông báo bằng văn bản. Mình xin phản biện lại bạn như này. Có đã có văn bản rồi nhưng văn bản đó chưa được cái phòng ban mà chịu trách nhiệm, ví dụ như phòng nhân sự thông báo, thì nó vẫn đang là văn bản ở mức độ bảo mật. Ví dụ bạn là người soạn cái văn bản đấy, bạn biết nó đã được đóng dấu, nhưng cái bộ phận phòng nhân sự chưa thông báo thì nó vẫn đang là bảo mật. Vậy thì theo bạn, trong trường hợp này bạn đưa cái việc đấy là thông báo với bạn như vậy, bạn có thấy là nó đang bị trái không, và có bạn đang vượt qua cái quyền của mình hay không? Em nghe được thông tin từ một phòng ban khác thì chắc chắn em cũng chưa nói, trừ khi nó là một cái đã public và cái văn bản trong cái định nghĩa của em có thể nó khác với cái văn bản trong cái định nghĩa của anh. Văn bản trong định nghĩa của em nghĩa là đã public cho tất cả mọi người, mà đã public chắc chắn là đã ký. Dạ, đó là câu trả lời của em. Rất là thú vị là hai bạn, cái cách mà lý luận cũng như là cái cách mà các bạn nói chuyện là đúng nghề luôn đó. Một bên là luật sư, một bên là VA.